Đây là chương trình phát thanh của Trung tâm Văn quá Thể thao và Truyền thanh thành phố Châu Đốc, phát trên tần số FM 92,1 MHz. Xin kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thanh thành phố Châu Đốc. Hôm nay thứ hai, ngày 9 tháng 8 năm 2021, thưa quý vị và các bạn, trong chương trình Thời sự hôm nay, sau phần tin có bài An Giang đảm bảo tình hình an ninh trật tự và phòng chống dịch Covid-19 trên tuyến đường thủy nội địa. Trước hết kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin nhằm thực hiện có hiệu quả công tác phòng chống dịch bệnh trong thời gian áp dụng chỉ thị 16 nâng cao của thủ tướng chính phủ, đoàn liên ngành thành phố Châu Đốc phối hợp với đội cảnh sát giao thông, trật tự công an thành phố kiểm tra tại các chốt kiểm soát người, phương tiện lưu thông, khu vực giáp ranh thành phố và các phường xã trên địa bàn. Đoàn liên ngành kiểm tra giấy tờ tùy thân, giấy xác nhận đi lại của người dân. Bên cạnh đó, tuyên truyền nhắc nhở buộc cho quay đầu 250 trường hợp do phiếu xét nghiệm quá hạn, đi không đúng mục đích và khung thời gian của giấy xác nhận. Có 4 trường hợp hết hạn cách ly về địa phương, lập biên bản 45 trường hợp ra đường không cần thiết, bàn giao Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 các phường xã giải quyết theo thẩm quyền đối với các trường hợp vi phạm trên. Qua đó, nâng cao tinh thần trách nhiệm của người dân, hạn chế người và phương tiện ra đường khi không thực sự cần thiết trong thời gian giãn cách xã hội, chung tay cùng các cấp các ngành các địa phương thực hiện có hiệu quả công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, sớm đưa cuộc sống trở lại bình thường. Ngày 6 tháng 8 2021, Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Phường Vĩnh Quân cùng các đoàn thể phường, Ban trị sự Phật giáo Hòa hảo Phường Vĩnh Quân và Ban bảo quản Đình thần Vĩnh Quân tổ chức trao tặng quà hỗ trợ cho 2.071 hộ khó khăn, hộ cận nghèo, hộ bán vé số, hộ bị ảnh hưởng do đại dịch COVID-19 gây ra. Để đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh và tuân thủ nghiêm chỉ thị 16, đoàn đã đến tận nhà, từng hộ, trao tặng 2.071 phần quà với tổng số tiền trên 144 triệu đồng. Từ nguồn vận động đóng góp của các nhà hảo tâm trong và ngoài địa phương cùng chung tay chăm lo các hộ dân bị ảnh hưởng của dịch COVID-19. Những phần quà tuy nhỏ nhưng góp phần đảm bảo đời sống sinh hoạt, tiếp thêm sức cho các hộ gia đình bị ảnh hưởng dịch COVID-19 vượt qua khó khăn, chung tay đẩy lùi dịch COVID-19. Ngày 7 tháng 8 năm 2021, đồng chí Đinh Giang Bảo, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Thành phố Châu Đốc đã đến thăm tặng quà, động viên các lực lượng làm nhiệm vụ tại các chốt trực phòng chống dịch COVID-19 của 11 khóm trên địa bàn phường Châu Phú A tại các nơi đến, đồng chí Đinh Giang Bảo, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Thành phố Châu Đốc đã ghi nhận, biểu dương tinh thần, trách nhiệm của lực lượng tổ phòng chống dịch Covid-19 ở 11 khóm và khu vực phong tỏa hẻm 418, phường Châu Phú A. Đồng chí cũng đánh giá cao kết quả thực hiện mô hình gian hàng không đồng, mô hình đi chợ giúp dân, chia sẻ yêu thương, chung tay đẩy lùi dịch bệnh COVID-19 trong thời gian địa phương thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ của 11 khóm phường Châu Phú A. Đồng thời, đồng chí cũng lưu ý, phường Châu Phú A là phường trung tâm thương mại dịch vụ tiềm ẩn nguy cơ dịch bệnh cao, vì vậy, lãnh đạo địa phương và người dân cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, tuyệt đối không chủ quan lơ là, không để xảy ra các tình huống phát sinh. Dịp này, đồng chí Đinh Giang Bảo, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Châu Đốc đã trao số tiền hỗ trợ cho 132 thành viên lực lượng phòng chống dịch ở 11 khóm, khu vực cách ly phong tỏa với tổng số tiền 66 triệu đồng cùng 12 phần nhu yếu phẩm thiết yếu gồm mì gói, trứng, nước tương, nước suối. Nhằm đảm bảo lương thực thực phẩm cho người dân trong những ngày giãn cách xã hội theo chỉ thị 16, thành phố Châu Đốc thành lập 45 tổ hỗ trợ mua nhu yếu phẩm hộ dân, tiếp nhận 12.930 đơn với số tiền gần 500 triệu đồng. Hàng ngày, các thành viên của tổ hỗ trợ này sẽ nhận phiếu mua hàng của các hộ dân, lên danh sách các mặt hàng thiết yếu cần mua để đặt hàng với đơn vị cung ứng, sau đó phát cho từng hộ gia đình. Đối với các trường hợp hộ gia đình khó khăn, đặc biệt là các hộ gia đình chính sách, các phường xã sẽ hỗ trợ bằng hình thức gian hàng không đồng lưu động, trao tận từng nhà cho các hộ dân. Để đảm bảo an toàn phòng chống dịch, các tình nguyện viên phải mang theo nước sát khuẩn, nón chống giọt bắn khi đi giao, nhận hàng, đảm bảo nghiêm ngặt các quy tắc an toàn trong phòng chống dịch COVID-19. Đây là hoạt động rất ý nghĩa và thiết thực của hội viên thanh niên các xã phường đồng hành cùng chính quyền địa phương phòng chống dịch COVID-19, kịp thời hỗ trợ người dân với quyết tâm không ai bị bỏ lại phía sau. Ngày 7 tháng 8, 2021, Ủy ban Nhân dân phường Châu Phú B phối hợp công an phường đến trao tặng quà cho các hộ gia đình đang thực hiện cách ly tại nhà trên địa bàn phường Châu Phú B. Dịp này, Ủy ban Nhân dân phường đã trao 50 xuất quà cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn đang thực hiện cách ly tại nhà để phòng chống dịch COVID-19 và phát tặng sữa cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn nhằm tăng cường dinh dưỡng, nâng cao sức khỏe do nhóm thiện nguyện tự tâm hỗ trợ. Đây là hoạt động thiết thực nhằm góp phần đảm bảo công tác chăm lo an sinh xã hội đến các hộ khó khăn, đồng thời khuyến cáo mọi người dân thực hiện tốt thông điệp 5K của Bộ Y tế. Hãy ở yên tại nhà, không ra khỏi nhà khi không thật sự cần thiết, chung sức cùng với chính quyền địa phương thực hiện tốt theo chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ để sớm đẩy lùi dịch bệnh, tạo sự bình yên trong nhân dân. Do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, hơn một tháng qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Châu Đốc cùng các ban ngành đoàn thể thành phố và các xã phường trong toàn thành phố đã vận động các mạnh thường quân, nhà hảo tâm hỗ trợ các nhu yếu phẩm, lương thực thực phẩm cho các hộ cận nghèo, hộ khó khăn, lao động tự do, hộ bị nhiễm dioxin, HIVS thông qua gian hàng không đồng tại 7 xã phường với phương châm ai có đến cho, ai cần đến lấy. Từ ngày 3 tháng 7 đến ngày 7 tháng 8 2021, gian hàng không đồng 7 xã phường trên địa bàn thành phố Châu Đốc đã hỗ trợ được 30.214 lượt hộ dân gồm gạo, mì, nước tương, dầu ăn, bột ngọt, xà bông, nước mắm, trứng, đường, muối, rau củ quả với tổng số tiền trên 2,7 tỷ đồng từ nguồn hỗ trợ của các mạnh thường quân trong thành phố. Trong những ngày giãn cách xã hội, gian hàng không đồng của 7 xã phường với hình thức lưu động để phục vụ cho các đối tượng hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, góp phần sang sẻ yêu thương đến các hộ cận nghèo khó khăn trong toàn thành phố, nhất là trong thời gian cao điểm giãn cách xã hội để phòng chống dịch COVID-19 như hiện nay. Đợt dịch COVID-19 lần thứ tư tại Việt Nam, số ca nhiễm tăng cao, nhất là tại các tỉnh thành phía Nam, khiến đời sống người dân gặp nhiều khó khăn, hơn một tháng qua các địa phương có dịch áp dụng các biện pháp phòng chống kiểm soát nghiêm ngặt trong khi cả nước cùng vào cuộc chống dịch và đã đạt một số kết quả nhất định thì các đối tượng phản động thù địch lợi dụng tình hình dịch bệnh để chống phá nước ta gây chia rẽ khói đại đoàn kết toàn dân tộc chúng liên tục đăng tải phát tán những thông tin sai sự thật xuyên tạc về công tác phòng chống dịch bằng cách tận dụng mặt trái của truyền thông và tính lan tỏa của mạng xã hội để đưa ra bài viết hình ảnh gây mất niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của đảng. Cụ thể, chúng đưa ra những luận điệu, Việt Nam cơn ác mộng chỉ mới bắt đầu, cách chống dịch của đảng làm Covid-19 lây lan nhanh, dịch bệnh chỉ có dân lo cho dân, còn nhà nước không quan tâm những luận điệu này phủ nhận bác bỏ nỗ lực trong công tác chống dịch của đảng nhà nước chính phủ kích động người dân không thực hiện các quy định trong phòng chống dịch thực tế trong thời gian dịch bùng phát đảng nhà nước chính phủ đã đưa ra những chính sách kịp thời hỗ trợ các dùng dịch như đợt tiêm vaccine này ưu tiên cho những dùng đỏ Cùng với đó, là sự quan tâm đến đời sống người dân, các địa phương đã triển khai thực hiện nghị quyết 68 của chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19. Theo đó, nhiều lao động có hoàn cảnh khó khăn đã nhận được hỗ trợ, các địa phương tiếp tục ra soát hỗ trợ để không ai bị bỏ lại phía sau góp phần nhận diện, đấu tranh, loại bỏ những luận điệu sai trái, truyền thông chính thống phải kịp thời tuyên truyền đầy đủ, chính xác mọi chủ trương, chính sách, quy định về phòng chống dịch COVID-19, những kết quả chúng ta đã đạt để dạch trần âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, qua đó tạo sự đồng thuận xã hội, huy động sức mạnh tập thể vào công tác chống dịch. vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thanh Thành phố Châu Đốc phát trên tần số FM 92,1 MHz Thưa quý vị và các bạn, trước tình hình dịch bệnh COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường do biến thể Delta lây lan nhanh, cả hệ thống chính trị của thành phố Châu Đốc đã vào cuộc một cách quyết liệt. Trong đó, mặt trận tổ quốc đoàn thể các cấp triển khai nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả trong công tác phòng chống dịch. Trong một tháng qua, Ủy ban mặt trận tổ quốc các cấp trong thành phố và các tổ chức thành viên tiếp tục tham gia hỗ trợ công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 bằng nhiều hình thức dẫn động chăm lo người yếu thế nấu ăn cho các chốt kiểm soát dịch bệnh gian hàng không đồng chung tay tiêu thụ nông sản cho nông dân hàng loạt hoạt động đã được lan tỏa từ thành thị đến nông thôn giúp người dân có thêm động lực vượt qua khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh covid 19 trong những ngày thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, các xã phường trong thành phố Châu Đốc đã mang gian hàng không đồng đến từng hộ khó khăn để người dân hạn chế ra đường không cần thiết gian hàng không đồng tại 7 xã phường trong thành phố Châu Đốc ra đời đến nay được một tháng. Từ khi mở cửa đến nay, gian hàng không đồng đã hỗ trợ và cấp phát cho 21.178 lượt hộ cận nghèo và hộ có hoàn cảnh khó khăn. Tổng kinh phí bao gồm tiền và hiện vật là trên 2 tỷ đồng. Trong đó, hàng ngày, ban quản lý chợ đầu mối Châu Đốc và các hộ tiểu thương đã vận động hỗ trợ từ 300 đến 500 kg rau củ quả các loại, có ngày trên 1 tấn để hỗ trợ các gian hàng. Tại phường Châu Phú B, Đảng ủy, Ủy ban Mặt trận, Ủy ban Nhân dân phường cùng các đoàn thể và ban khóm vận động tiền mặt, hiện vật được trên 382 triệu đồng đã cấp phát cho 1.968 lượt hộ cận nghèo và hộ khó khăn. Bà Nguyễn Thị Thu Hà, khóm Châu Thới 1, phường Châu Phú B nói. Cái thấy ngân hàng không đồng vậy đó cũng đỡ đúng tiền, đừng đỡ mùa dịch. Bà Phạm Thị Mỹ Châu, khóm Châu Thới 1, phường Châu Phú B nói. Tôi đang thất nghiệp không có sở gì để làm, tôi thấy cái gian hàng không đồng, không đồng để lại tôi lấy rau củ quả về nấu trong gia đình ăn đỡ tiền chi phí chợ búa rau rất tốt rất ngon góp sức phòng chống đại dịch ban thường trực ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam thành phố châu đốc tham mưu thành ủy triển khai đợt cao điểm vận động ủng hộ quỹ vaccine phòng covid 19 và ban hành kế hoạch về việc thực hiện lời kêu gọi toàn dân đoàn kết ra sức phòng chống dịch covid 19 đến nay nhiều cơ quan tổ chức Đơn vị cá nhân, doanh nghiệp, nhà hảo tâm và các tầng lớp nhân dân trong và ngoài thành phố Châu Đốc, mặc dù đang gặp nhiều khó khăn do dịch bệnh gây ra, nhưng đã tích cực tham gia ủng hộ quỹ phòng chống dịch Covid-19 với tổng số tiền hàng tỷ đồng. Đồng thời, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Châu Đốc vận động trên 1,7 tỷ đồng, bao gồm gạo, các nhu yếu phẩm thiết yếu từ nguồn quỹ vận động phòng chống COVID-19, đã hỗ trợ hai đợt cho 2.256 lượt hộ cận nghèo, hộ khó khăn, hộ bán vé số, hộ điêu xin và người nhiễm HIVS với tổng kinh phí trên 460 triệu đồng. Ngoài ra, các ban xây dựng Đảng, thường trực Ủy ban nhân dân các ngành đã tổ chức vận động được hàng chục tấn gạo, các nhu yếu phẩm cần thiết, tổng trị giá hàng tỷ đồng. Các mạnh thường quân trong thành phố đã hỗ trợ 56.513,5 kg gạo. Ông Nguyễn Phúc Hoàng, trưởng ban dân vận thành ủy, chủ tịch Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Châu Đốc nói: Ngoài đó thì chúng tôi cũng thành lập ba cái đoàn công tác để vận động 7 cái phường xã chia cụm ra phụ trách gồm có mặt trận dân vận các cái tổ chức chính trị xã hội tham gia để đi vận động những các cái tổ chức cá nhân hảo tâm là những như cái chợ đầu mối có chi là giúp cái nó như thí dụ như là rau củ quả cá cũng được cá mồi cũng được càng tốt thì à, cũng phải ghi vô sổ sách thế nào mà giao khối lớn thì mặt trận ra cảm tạ cái nào trực tiếp tại cái gian hàng thì mặt trận của xã phường cũng vô cái sổ riêng về cái gian hàng không đồng này để có cái công khai rồi minh bạch rồi báo cáo cho các cấp của cấp quỹ ủy ban rồi mình mới có cái tuyên truyền ra dân để dân động người ta đóng góp thì nói chung bà con cũng rất là phấn khởi và chúng tôi cũng kêu gọi với cái tinh thần lá lành đùm lá rách thì bà con tổ chức cá nhân ai có cái điều kiện khả năng thì cứ mạnh dạn lợi giao cho cái gian hàng sẽ phục vụ mình tính cái chữ thiện nguyện nó giúp đỡ cho đồng bào mình lúc khó khăn. Những việc làm thiết thực của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể các cấp trong thời gian qua không chỉ thể hiện tinh thần trách nhiệm mà còn là nguồn động lực tiếp thêm sức mạnh cho lực lượng tuyến đầu chống dịch, những người dân có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Hy vọng rằng với sự chung sức quyết tâm này, dịch bệnh sớm được ngăn chặn, đẩy lùi, sớm đưa cuộc sống trở lại trạng thái bình thường mới. Quý vị và các bạn thân mến, là đơn vị chịu trách nhiệm chính trong việc canh giữ cửa ngõ trên tuyến đường thủy nội địa, ngoài thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát, đảm bảo an ninh trật tự, trật tự an toàn giao thông và phòng chống tội phạm, phòng cảnh sát giao thông đường thủy tích cực thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch Covid-19 trên tuyến đường thủy nhằm góp phần ngăn chặn lây lan dịch bệnh. Từ đầu năm đến nay, Đảng ủy, ban lãnh đạo đơn vị đã tập trung lãnh chỉ đạo triển khai thực hiện các mặt công tác đúng theo chương trình, kế hoạch đề ra. Trong đó, thực hiện tốt vai trò là thường trực ban điều hành thực hiện kế hoạch 91 kh CACT tnmt ngày 8 tháng 1 năm 2021 giữa Công an tỉnh An Giang, cục thuế tỉnh, sở tài nguyên và môi trường trong công tác đấu tranh với tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật về môi trường, hình sự kinh tế, ma túy trên đường thủy. Lực lượng cán bộ chiến sĩ đơn vị tích cực chống buôn lậu trên tuyến biên giới, triển khai thực hiện hiệu quả các phương án kế hoạch về đảm bảo an ninh trật tự, trật tự an toàn giao thông trên tuyến đường thủy nội địa, từ đó góp phần làm giảm tai nạn giao thông sau cùng kỳ. Cụ thể, đã tổ chức gần 700 ca tuần tra kiểm soát trật tự an toàn giao thông trên các tuyến đường thủy, kiểm tra trên 7.200 phương tiện lưu thông, tiến hành lập biên bản vi phạm trên 6.400 trường hợp. Qua kiểm tra 82 phương tiện tại 55 bến khách, phát hiện lập biên bản xử lý 13 trường hợp, lỗi bố trí không đủ định biên thuyền viên theo quy định, còn lại nhắc nhở đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên đường thủy nội địa. Đơn vị tập trung lực lượng thực hiện các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo vệ các sự kiện chính trị quan trọng. Qua triển khai thực hiện, các mặt công tác nghiệp vụ phát hiện bắt quả tang 14 vụ phạm pháp hình sự, trộm cắp tài sản, buôn lậu, vận chuyển hàng cấm thực hiện kế hoạch 91 trên KHCACT TNMT, ngành công an thuế, tài nguyên và môi trường đã phối hợp tổ chức 233 ca tuần tra kiểm soát, kiểm tra hơn 2.000 phương tiện vận chuyển các, phát hiện lập biên bản vi phạm hành chính về trật tự an toàn đường thủy 1.654 phương tiện. Đấu tranh phát hiện lập biên bản vi phạm 119 vụ việc liên quan lĩnh vực khai thác mua bán vận chuyển các sông, thực hiện kế hoạch liên ngành về đấu tranh phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh, tổ công tác có cán bộ chiến sĩ đơn vị tham gia đã phát hiện bắt giữ 78 vụ vận chuyển hàng cấm, hàng quá không rõ nguồn gốc xuất xứ. Ngoài thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông trên tuyến đường thủy nội địa, phòng cảnh sát giao thông đường thủy công an tỉnh An Giang phối hợp bộ đội biên phòng tỉnh triển khai bố trí hai chốt phòng chống xuất nhập cảnh và kiểm soát dịch bệnh COVID-19 khu vực biên giới trên tuyến sông Tiền, xã Vĩnh Sương, thị xã Tân Châu và sông Hậu, xã Khánh An, huyện An Phú. Qua đó, phối hợp vận động tuyên truyền gần 40 lượt người qua khu vực biên giới, kiểm tra nghiêm ngặt việc xuất nhập cảnh đối với các loại phương tiện, hàng hóa qua lại biên giới. Bên cạnh đó, nhằm góp phần đạt hiệu quả cao trong ngăn chặn lây lan dịch bệnh COVID-19, kiểm soát tốt các phương tiện, chốt chặn người ngoài tỉnh vào địa bàn. Đơn vị còn triển khai lực lượng tổ chức năm chốt phòng chống dịch COVID-19 tại các tuyến Sông Tiền và Sông Hậu thuộc quyền chợ mới Phú Tân, thị xã Tân Châu và thành phố Long Xuyên để thực hiện kiểm tra thân nhiệt, khai báo y tế. Là lực lượng chủ lực trên tuyến đường thủy tại cửa ngõ Sông Hậu khu vực thành phố Long Xuyên, cán bộ chiến sĩ thủy đội, phòng cảnh sát giao thông đường thủy ngày đêm siết chặt theo dõi các phương tiện khi vào địa bàn, trung tá Nguyễn Văn Thanh, thủy đội trưởng, thông tin dù phương tiện lưu thông trên đường thủy không ồn ào và đông đúc như đường bộ nhưng để quản lý kiểm tra chặt cán bộ chiến sĩ phải mất nhiều công sức khi di chuyển bằng cano ra vào ra hiệu cho phương tiện thấy đặc biệt để đảm bảo tốt công tác phòng chống dịch covid 19 trên đường thủy ngoài việc phối hợp lực lượng y tế thực hiện đầy đủ các yêu cầu về phòng chống dịch đối với từng người dân trên các phương tiện khi di chuyển vào địa bàn lực lượng thủy đội tổ chức di chuyển đến từng nơi, sáng cạp, xà lan của từng doanh nghiệp, công ty đang khai thác cát trên tuyến sông để tuyên truyền nhắc nhở từng trường hợp về nguy hiểm của dịch bệnh covid-19, yêu cầu các doanh nghiệp cá nhân đảm bảo các biện pháp phòng chống dịch covid-19. Nếu các trường hợp nào giao địa phận An Giang không đáp ứng đầy đủ những yêu cầu về phòng chống dịch covid-19, thì lực lượng buộc quay đầu. Để đảm bảo thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch Covid-19 thời gian tới, lực lượng sẽ tích cực hơn trong tuần tra kiểm soát và phối hợp lực lượng y tế trong thực hiện các yêu cầu về phòng chống dịch Covid-19, đo thân nhiệt, khai báo y tế đối với tất cả các phương tiện di chuyển vào địa bàn bằng đường thủy. Thưa quý vị và các bạn, những ngày qua trong lúc toàn xã hội căng mình ứng phó đại dịch COVID-19 thì cũng là lúc trên mạng xã hội xuất hiện một số thông tin sai trái, xuyên tạc sự thật về dịch bệnh và công tác phòng chống dịch COVID-19. Đáng nói, những thông tin xấu độc ấy dẫn được một bộ phận người dân do vô tình hoặc cố ý phát tán, tác động xấu đến thành quả và nỗ lực phòng chống dịch COVID-19 trong khi cả nước đang ra sức đẩy lùi dịch bệnh thì trên không gian mạng đang lây lan virus độc hại mang tên virus tinh giả. Tại An Giang, đăng thông tin cung cấp dịch vụ tiêm vaccine phòng COVID-19 có thu phí, một bệnh viện đã bị xử phạt hành chính 50 triệu đồng. Công an thành phố Châu Đốc vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền 7,5 triệu đồng đối với một người phụ nữ trú tại phường Vĩnh Mỹ về hành vi cung cấp chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật về tình hình dịch bệnh COVID-19. Trước đó, chiều ngày 13 tháng 7, tài khoản mạng xã hội Facebook của người này đăng thông tin, hình ảnh với nội dung: "Test nhanh hai lần âm tính, xét nghiệm PCR là dương tính, mọi người cẩn thận nha." và kèm theo hình ảnh bản soạn thảo báo cáo nhanh một trường hợp test nhanh COVID-19 có kết quả dương tính. Sau khi được ngành chức năng mời làm việc, người này đã thừa nhận hành vi sai phạm của mình. Ngày 23 tháng 7, Công an huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang đã làm việc và xử lý vi phạm hành chính đối với Nguyễn Thanh Tú sinh năm 1998, ngụ ấp Long Hà, xã Kiến An về hành vi cung cấp chia sẻ thông tin sai sự thật, xuyên tạc, du khống, xúc phạm uy tín của cơ quan tổ chức. Trước đó, ngày 18 tháng 7, 2021, Nguyễn Thanh Tú bị lực lượng tuần tra công an quyền chợ mới lập biên bản vi phạm hành chính về hành vi vi phạm quy định giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ tại địa phương nên bức xúc đăng tải bài viết trên tài khoản mạng xã hội Facebook Nguyễn Tú với nội dung xuyên tạc dùng những từ ngữ xúc phạm đến uy tín lực lượng công an. Những thông tin đăng tải trên đã thu hút nhiều người xem và tham gia bình luận. Lực lượng công an huyện Chợ Mới mời Tú đến cơ quan làm việc. Tú đã thừa nhận hành vi sai phạm, tự giác gỡ bỏ thông tin đã đăng tải, đồng thời cam kết không tái phạm. Công an huyện Chợ Mới thừa ủy quyền công an tỉnh quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Nguyễn Thanh Tú với số tiền 7,5 triệu đồng. Bên cạnh đó, nhiều tên giả nấp bóng bài thuốc chữa COVID-19 nhằm tăng lượt xem trục lợi trên sự lo lắng của cộng đồng để đầu cơ, tăng giá các mặt hàng máy thở, test nhanh, máy tạo oxy, hệ lụy là người dân lơ là với những khuyến cáo của ngành y tế, đổ xô mua hàng với giá cao gấp 10 lần so với ngày thường và đối mặt với rủi ro mua hàng giả. Nguy hiểm hơn, các thế lực xấu thù địch triệt để khai thác tình hình dịch bệnh để xuyên tạc chống phá trong lúc cả nước chung tay với thành phố Hồ Chí Minh và nhiều tỉnh thành phố phía Nam chống dịch trên mạng xã hội lại xuất hiện các dòng trạng thái bình luận kích động phân biệt dùng miền chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc đặc biệt tổ chức phản động diệt tân còn lên mạng rêu rao Việt Nam cơn ác mộng chỉ mới bắt đầu cách chống dịch của Việt Nam làm dịch bệnh lây lan ngày càng nhiều Tính đến 15 giờ ngày 4 tháng 8 năm 2021, Việt Nam có 174.461 ca nhiễm COVID-19, đang điều trị 121.555 ca, điều trị khỏi 50.831 ca. Trong khi đó, theo một chuyên gia, số ca mắc bệnh COVID-19 thời gian qua ở trong nước là rất nhỏ so với tổng số gần 100 triệu dân, tỷ lệ mắc 0,174% so với tổng dân số cả nước. Theo cục an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, những thông tin xấu độc không chỉ nhằm xúc phạm đến tổ chức cá nhân, cấp ủy đảng và chính quyền, mà sâu xa hơn là tác động chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, kích động nhằm gây bất ổn về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Những tháng đầu năm 2021, tổng đài 18008108 đã tiếp nhận 2.400 cuộc gọi của người dân phản ánh về tin giả. Hành vi tung tin giả có thể bị xử phạt hình sự từ 3 tháng đến 7 năm tù. Để hạn chế tin giả, Bộ Thông tin và Truyền thông vừa ban hành công văn yêu cầu 63 tỉnh thành phố tăng cường xử lý tin giả, các video clip có thông tin bịa đặt công tác chống dịch. Đồng thời, thường xuyên cung cấp, cập nhật các thông tin phục vụ công tác phòng chống dịch Covid-19. Đây là một trong những biện pháp đồng bộ để mạnh tay xử lý những thông tin xấu độc trên mạng xã hội. Theo đó, xử phạt từ 7,5 triệu đồng đến 12,5 triệu đồng đối với những cá nhân đăng thông tin sai sự thật về Covid-19. Trước những tin giả xấu độc lan tràn trên mạng xã hội, mỗi người dân cần tuân thủ bộ quy tắc ứng xử trên mạng xã hội, hãy là người chia sẻ có trách nhiệm, bởi tiếp tay cho tin giả sẽ ảnh hưởng đến nhận thức, sức khỏe của cộng đồng, trong đó có bản thân gia đình của mỗi chúng ta. Quý vị và các bạn thân mến, tiêm vaccine phòng COVID-19 là giải pháp cần thiết và quan trọng để phòng chống dịch bệnh và phát triển kinh tế xã hội. Với mục tiêu phòng chống dịch chủ động bằng việc sử dụng vaccine phòng COVID-19 cho các đối tượng nguy cơ và tăng độ bao phủ trong cộng đồng, An Giang đã xây dựng kế hoạch triển khai chiến dịch tiêm vaccine phòng COVID-19 dựa trên tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp hiện nay. Theo đó, phấn đấu ít nhất 50% số người từ 18 tuổi trở lên được tiêm vaccine phòng COVID-19 trong năm 2021. Trên 70% dân số được tiêm vaccine phòng COVID-19 đến hết quý 1 2022 tạo miễn dịch cộng đồng theo giám đốc sở y tế trần quang hiền chiến dịch triển khai tại tất cả xã phường thị trấn trên toàn tỉnh sử dụng đồng thời tất cả các loại vaccine đủ điều kiện từ các nguồn cung ứng khác nhau để tăng độ bao phủ vaccine cho người dân huy động hệ thống chính trị tham gia chiến dịch tiêm chủng huy động tối đa các lực lượng tham gia bao gồm các cơ sở trong và ngoài ngành y tế lực lượng công an quân đội các tổ chức chính trị xã hội các ban ngành đoàn thể hỗ trợ triển khai tiêm chủng đảm bảo tỷ lệ bao phủ và tỷ lệ sử dụng vaccine cho những người trong độ tuổi tiêm chủng được tiêm vaccine phòng COVID-19 đạt trên 90% và đảm bảo tối đa an toàn tiêm chủng. Đối tượng tiêm là toàn bộ công dân trong độ tuổi có chỉ định sử dụng vaccine theo khuyến cáo của nhà sản xuất, trong đó ưu tiên cho lực lượng tuyến đầu phòng chống dịch và lực lượng tuyến đầu trong thúc đẩy phát triển kinh tế. Có khoảng 1,5 triệu người, gồm người làm việc trong lĩnh vực y tế, người tham gia phòng chống dịch, lực lượng quân đội, công an, nhân viên, cán bộ, ngoại giao của Việt Nam và thân nhân được cử đi nước ngoài, người làm việc trong các cơ quan ngoại giao, lãnh sự, các tổ chức quốc tế hoạt động tại Việt Nam, hải quan, cán bộ làm công tác xuất nhập cảnh, người cung cấp dịch vụ thiết yếu, hàng không, vận tải, cung cấp dịch vụ điện, nước, giáo viên, người làm việc, học sinh, sinh viên tại các cơ sở giáo dục đào tạo, người làm việc tại các cơ quan, đơn vị hành chính, các tổ chức hành nghề luật sư, công chứng, đấu giá, người mắc các bệnh mạng tính, người trên 65 tuổi, người sinh sống tại các vùng có dịch, người nghèo, các đối tượng chính sách xã hội, các đối tượng là người lao động, thân nhân người lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh dịch vụ thiết yếu, các chức sắc chức việc, các tôn giáo, người lao động tự do. Trong đó, ưu tiên tiêm chủng trước cho các đối tượng ở vùng đang có dịch, địa phương thuộc vùng kinh tế trọng điểm hoặc có thực hiện thí điểm các đề án phát triển kinh tế của chính phủ. Địa phương có nhiều khu cầm công nghiệp, đồng, công nhân và dân cư địa phương có biên giới giao lưu đi lại lớn có cửa khẩu quốc tế chị nghiêm ngụ phường mỹ phước thành phố long xuyên chia sẻ là cơ sở sửa chữa máy thường xuyên tiếp xúc nhiều khách hàng nên rất mong được tiêm vaccine cho gia đình và người lao động anh phong phường bình khánh thành phố long xuyên bày tỏ con tôi năm tới lên đại học nguyện vọng được học ở thành phố hồ chí minh nếu cả nhà được tiêm vaccine sẽ rất yên tâm qua tham khảo cho thấy đông đảo người dân đang rất mong chờ được tiêm vaccine phòng COVID-19 để bảo vệ sức khỏe bản thân, gia đình và cộng đồng sớm cùng tỉnh đẩy lùi dịch bệnh. Nhằm tăng tốc độ và diện bao phủ tiêm vaccine phòng COVID-19, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình nhấn mạnh phải xem công tác tiêm chủng là nhiệm vụ ưu tiên cấp bách trong tình hình hiện nay, đồng thời giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp Công an tỉnh Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, các đơn vị liên quan và Ủy ban nhân dân các quyền thị xã thành phố tổ chức tiêm chủng cho tất cả các trường hợp từ 18 tuổi trở lên trên địa bàn. Ưu tiên tiêm chủng cho lực lượng y tế tuyến đầu, người cao tuổi, các trường hợp có bệnh lý nền và đẩy nhanh việc tăng độ bao phủ tiêm chủng huy động tối đa các lực lượng tham gia tiêm chủng bao gồm cả y tế nhà nước và tư nhân, các bệnh viện, cơ sở khám chữa bệnh, y tế các ngành, tổ chức tiêm tại các cơ sở cố định và nhiều điểm tiêm chủng lưu động tại các khu dân cư, cơ quan, đơn vị. Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu không giới hạn số lượng người tiêm trong mỗi buổi tiêm chủng. Những người thuộc nhóm trì hoãn tiêm chủng tiếp tục theo dõi và sắp xếp tiêm chủng trong thời gian sớm nhất khi có đủ điều kiện. Những người thuộc nhóm những người thuộc nhóm cần thận trọng khi tiêm chủng có thể được tiêm tại tất cả các cơ sở tiêm chủng cố định và lưu động không bắt buộc tiêm tại các bệnh viện cơ sở điều trị tại các khu phong tỏa chính quyền địa phương căn cứ số lượng người dân để bố trí các điểm tiêm chủng cố định hoặc lưu động phù hợp